Dạ, em mời thầy Ngọc và cô Hà giới thiệu với các bạn ạ. Em mời thầy Ngọc ạ. Rồi, thì chào tất cả các em nhé. Rất vui được gặp các em trong buổi ngày hôm nay. Thầy tự giới thiệu, thầy là thầy Bùi Quang Ngọc, tên là Bùi Quang Ngọc. Thầy ở tổ môn công nghệ thông tin, bên thiết kế web ngành back-end em nhé. Dạ, em mời cô Hà. Chào các bạn ạ. Alo. Xin chào tất cả các em. Cô là cô. Cô là cô Hà, cùng bộ môn với lại cùng ngành với lại Thái Ngọc. Thì hôm nay rất là vui vì được đồng hành cùng các em trong buổi tối ngày hôm nay với một cái tiêu đề rất là đặc biệt, giải mã mô hình MEC. Rồi mọi người đã bắt đầu chưa? Không hiểu sao anh Ngọc ơi, em không hiểu sao tiếng của em nó em nghe tiếng của Diệu bé lắm. Anh vẫn nghe bình thường mà. Em nói anh nghe bình thường đúng không? Nhưng mà em đang gặp trục trặc gì đó về âm thanh. Mình nghe anh nói thì vẫn bình thường mà, Ok, nghe rất rồi rõ. rồi. Em chỉ không nghe thấy thôi, còn chắc em nói mọi người nghe được đúng không? Rồi, hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi tối rất thật là ý nghĩa trong Rồi, ok, sẵn sàng rồi đúng không? Recording in progress. Ok. Rồi. Rồi, mọi người nghe rõ tiếng của cô không? Xin phép thầy Ngọc thì cô sẽ bắt đầu, em sẽ bắt đầu trước một chút ạ. Cô xem màn hình nhá mọi người, các em theo dõi này. Cổ em đang không biết. Đây rồi. Rõ như đang trên lớp và hôm nay cô gặp trục trặc một chút về cách điều khiển. Cô mới dùng cái máy này mới. Em có nhìn thấy màn hình của xe không? Ok, mọi người nhìn thấy màn xe của cô rồi đúng không? Ok. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái chủ đề rất là đặc biệt mà thầy Thắng đã đưa ra, giải mã mô hình MVC trong dự án. Thế thì nội dung của buổi tối ngày hôm nay gồm có bốn thành phần, bốn nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta sẽ đi làm rõ cái vai trò của kiến trúc trong một dự án phần mềm. Tại sao thì phải sử dụng cái khi mà xây dựng dự án phần mềm thì mình phải sử dụng kiến trúc, nó có ý nghĩa như thế nào trong dự án, và nếu một dự án mà không, khi mà mình xây dựng một cách vô tư không theo một kiến trúc như nào cụ thể thì nó sẽ có những cái hạn chế như thế nào. Và khi mà tạo ra các dự án web thì chúng ta thường sử dụng mô hình MVC. Đấy. Ở phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi giải thích rõ cái hoạt động của mô hình MVC đơn giản, và đặc biệt ở phần thứ tư thì thầy Ngọc sẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng mô hình MVC đơn giản bằng việc làm dựng mô hình MVC và demo chức năng thêm, sửa xóa vào chuyên mục.
Ok, mọi người nhìn rõ nội dung của buổi tối ngày hôm nay chưa ạ? Ok, rồi, ta tiếp tục nha. Rồi. Thứ nhất, ta sẽ đi làm rõ hai cái khái niệm là dự án phần mềm. Thế nào là một dự án phần mềm? Dự án phần mềm là dự án phát triển phần mềm. Thông thường thì chúng ta sẽ thấy rất là quen thuộc với những cái mobile application, desktop application và web application. Thế thì kiến trúc phần mềm sẽ đóng vai trò như thế nào trong dự án phần mềm? Kiến trúc phần mềm cung cấp một cái khuôn khổ cho việc xây dựng và phát triển hệ thống phần mềm. Thế thì một cái dự án mà khi mà xây dựng, tức là ở những cái giai đoạn ban đầu khi chúng ta viết những dự án đơn giản, dự án nhỏ, thì chúng ta sẽ viết một cách vô tư khi mà nó chưa có một cái, chưa sử dụng một cái kiến trúc nào cả. Thì thông thường những cái dự án như vậy nó sẽ gặp một số các vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái việc quản lý cốt sẽ gặp nhiều khó khăn. Đấy, mỗi lần mà chúng ta gặp sự cố hay tìm thì ta tìm cái phần mà chúng ta viết về cái xử lý chức năng này sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc gọi chức năng xử lý cũng thường xuyên bị trùng lặp. Đấy, và cái dự án viết một cách vô tư như thế thì có thể là gây tốn tài nguyên dự án, bởi vì thông thường ở một thời điểm nhất định một cái chức năng của dự án chỉ cần, tức là khi mà đang ở một thời điểm xử lý chức năng nào đó thì hệ thống chỉ cần một cái phần của tài nguyên hệ thống thôi chứ không phải là toàn bộ. Nhưng thông thường thì chúng ta sẽ khi mà viết những cái dự án mà không có kiến trúc thì thường là chúng ta sẽ gọi tất cả tài nguyên dự án ở một thời điểm xử lý, và vì thế thì dự án của mình sẽ cồng cành, nó làm cho cái việc cái hiệu suất xử lý của mình nó sẽ không tốt. Thứ hai là nếu cái đấy mình code độc lập thì nó dễ, nhưng nếu như mà mình code chung với lại mọi người, mình code nhóm thì nó sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái việc là phân chia công việc nhóm, và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người dùng. Thế thì việc mà chúng ta lựa chọn một cái kiến trúc trong khi xây dựng một dự án là hết sức quan trọng, bởi vì dự án sẽ khi kiến trúc sẽ cho chúng kiến trúc sẽ đóng vai trò làm, tức là khi mà mình xây dựng một cái dự án mà có kiến trúc thì nó sẽ có vai trò là giúp cho dự án của chúng ta có tổ chức cấu trúc, có tính mô đun hóa và có tính tái sử dụng bảo trì, có thể dễ dàng mở rộng và tạo một cái hiệu suất tối ưu cho dự án. Thế thì ta sẽ đi làm rõ các cái vai trò như thế này. Vai trò thứ nhất của kiến trúc sẽ được thể hiện thông qua bốn cái đặc trưng. Thứ nhất là tổ chức cấu trúc trong toàn bộ dự án phần mềm. Thứ hai, nó phân chia logic các chức năng và các thành phần một cách rõ ràng, định nghĩa các lớp, các module và tương tác giữa chúng, dễ dàng theo dõi và hiểu các cấu trúc trong dự án. Vai trò thứ hai của kiến trúc được thể hiện ở ba cái đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất, cho phép module hóa dự án thành các thành phần nhỏ, độc lập với nhau, tách biệt các chức năng, quyền hạn và trách nhiệm. Phát triển và bảo trì mở rộng dự án sẽ dễ dàng hơn. Đặc trưng thứ ba là khả năng tái sử dụng và bảo trì, thì nó được thể hiện bởi bốn cái yếu tố. Thứ nhất là nó thuận lợi cho việc tái sử dụng các thành phần phần mềm. Thứ hai là các thành phần có thể được phát triển một lần và sử dụng lại trong nhiều lần dự án khác nhau. Nó đảm bảo cho những cái vấn đề khi mà phát sinh, thì khi mà có vấn đề phát sinh thì nó sẽ ưu tiên cái việc mà chúng ta tìm lỗi. Đấy. Tiết kiệm thời gian, công sức và tài nguyên, giúp bảo trì dễ dàng hơn khi mà chỉ cần tập trung vào các thành phần cụ thể mà không ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Để khi nào cần tập trung vào phần nào thì mình, kể cả quá trình phát triển nó cũng độc lập với nhau. Các module nó sẽ độc lập với nhau. Rồi, giúp cho dự án có tính mở rộng. Cho phép dễ dàng mở rộng dự án phần mềm khi có nhu cầu và chia dự án thành các thành phần độc lập. Việc mở rộng thì không ảnh hưởng đến các thành phần hiện có. Dự án có khả năng mở rộng một cách linh hoạt và dễ dàng. Và vai trò cuối cùng là nó tối ưu hóa hiệu suất xử lý trong dự án phần
của dự án phần mềm. Thì với những cái đặc trưng cơ bản của kiến trúc như vậy, với những 5 cái vai trò của kiến trúc như vậy, thì việc lựa chọn một cái mô hình kiến trúc khi mà xây dựng dự án là hết sức quan trọng. Đấy. Và có nhiều các cái dự án, có nhiều các cái mô hình kiến trúc khác nhau, nhưng mà khi mà xây dựng một cái mô hình, một cái dự án web thì thông thường là chúng ta sẽ lựa chọn cái mô hình MVC. Thì vì sao có rất nhiều mô hình nhưng mà mô hình MVC thường được ưu tiên lựa chọn? Bởi vì trong mô hình MVC nó có sự tách biệt giữa các phần model, controller và view, có 3 phần tách biệt. Việc quá trình xử lý logic được thực hiện ở controller, và cụ thể thì lát nữa nó tách biệt như thế nào và chức năng của mỗi thành phần như thế nào, thì tí nữa thông qua việc xây dựng một mô hình cụ thể thì thầy học sẽ hướng dẫn chúng ta khám phá và đặt những bước chân đầu tiên vào cái mô hình rất là quan trọng đối với bất kỳ một lập trình viên web nào. Lý do thứ hai mà mô hình MVC thường được lựa chọn là trong các mô hình thì MVC dễ dàng triển khai. Đấy, và chúng ta có thể triển khai được ngay trong cái buổi tối ngày hôm nay. Khi sử dụng mô hình MVC, các em có thể code độc lập, nhưng việc phân chia công việc nhóm, việc code chung với nhau cũng được thực hiện dễ dàng, và tất cả những vấn đề sau khi mà dự án hoàn thành thì việc nâng cấp và bảo trì dự án khi mà có những cái vấn đề phát sinh cũng được thực hiện một cách dễ dàng và linh hoạt. Đấy, thì với 4 cái lý do vừa rồi thì mô hình MVC là mô hình được ưu tiên trong các trong việc phát triển các cái dự án web. Hiện tại thì chúng ta đang thấy là có hai phiên bản của mô hình MVC. Mặc dù là nếu như các em download thì các em sẽ thấy đâu đó những cái mà em đăng, thì hoặc là em có thể là xem ở một cái nguồn này, xem ở nguồn khác, em thấy có những cái mô hình MVC có vẻ như là khác nhau, nhưng mà trên thực tế thì nó có cái tư tưởng chung. Và nó sẽ có hai loại là MVC truyền thống và MVC với framework. Đấy, thì đến một lúc nào đấy khi mà mình hiểu rõ, khi mà mình làm chủ được cái mô hình MVC thì mình sẽ thấy rằng là nó các cái triển khai nó có thể khác nhau một chút, nhưng bản chất thì nó vẫn là mô hình MVC. Rồi, mô hình đặc trưng của mô hình MVC truyền thống hay là nó là phiên bản cổ điển của mô hình MVC là nó có 3 cái thành phần rõ ràng. Model là thành phần thao tác với dữ liệu, view là thành phần thao tác với giao diện, và toàn bộ quá trình xử lý logic được thực hiện ở controller. Đấy. Thế và bất kỳ một cái luồng xử lý request nào cũng sẽ mọi cái luồng xử lý request ý, thì đều được thực hiện thông qua file index. Đấy, đều được load vào file index. Đấy là đặc trưng cơ bản của MVC truyền thống. Ngoài ra, ngoài MVC truyền thống thì chúng ta thấy rằng là bởi vì nó rất là dễ triển khai và nó rất là linh hoạt, thì chúng ta thấy là chúng ta có những cái công cụ rất mạnh ở mô hình MVC với các framework và rất là quen thuộc đối với chúng ta, đấy là PHP Framework Laravel. Đấy, thì ở cái PHP số 3 thì chúng ta sẽ tiếp cận với cái PHP Laravel. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các cái mô hình MVC Framework như là Ruby, Rails, C# Framework với ASP.NET, Java Framework với Spring MVC. Đấy. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi tìm hiểu về cách thức xây dựng mô hình MVC cơ bản, giải thích cấu trúc mô hình MVC, cái luồng hoạt động của mô hình MVC đã xây dựng và vận hành cái mô hình MVC. Thì ở cái phần tìm hiểu mô hình MVC cũng như là xây dựng mô hình MVC này thì thầy Ngọc sẽ hỗ trợ chúng ta tìm hiểu
về hệ thống cách tổ chức thư mục trong mô hình MVC, luồng xử lý cơ bản trong mô hình MVC cũng như là cách mình điều khiển hoạt động của mô hình MVC. Xin mời thầy Ngọc ạ. Vâng, cảm ơn cô Hà. Chào tất cả các bạn. Stop xe ạ. Không, tức tức xe đi. Chuyển tiếp cái slide tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến việc xây dựng cái mô hình MVC cơ bản như thế nào. Thì cái mô hình MVC cơ bản như chúng ta nhìn thấy ở hình này, thì đầu tiên là chúng ta ngồi vào máy tính, sau đó chúng ta truy cập vào cái trình duyệt, đúng không? Và chúng ta gõ vào một cái trang web nào đó. Thì lúc đấy khi mà chúng ta gõ xong ấy, thì nó sẽ gửi một cái request lên trên server. Thì trong đó chúng ta sẽ có, ở trong đấy thì sẽ có cái controller nhận được cái thông tin của request đấy. Và nếu nó có cái dữ liệu, cần dữ liệu, thì nó sẽ truy cập vào module để lấy dữ liệu. Thì cái module này sẽ truy cập vào trong database. Thì database của chúng ta có thể là MySQL, SQL Server, Oracle, v.v. À, thì lấy ra, và cái controller này có nhiệm vụ là gửi dữ liệu sang view để view đó hiển thị lên trên trình duyệt. À, đầu tiên chúng ta sẽ phải cần biết được cái module làm cái gì, ở đó biết được view và xây dựng cái controller, sau đó là thiết kế các cơ chế giao tiếp để làm việc được với nhau, các cái thành phần đó làm việc với nhau, và cuối cùng là chúng ta có phần kiểm thử và tối ưu cái mã nguồn đó. Cô Hà ơi, thì tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái module, định nghĩa của nó. Thì module nó là đại diện cho cái dữ liệu của ứng dụng. Đấy. Thì khi mà chúng ta làm cái module ấy, thì module nó sẽ là có cái giao tiếp với lại cơ sở dữ liệu. Như lúc đầu thầy có nói chúng ta là cái module có nhiệm vụ là đi truy cập vào cơ sở dữ liệu, sau đó thì sẽ lấy hay là gì, insert, update hay delete dữ liệu gì đó. Nghĩa là nó sẽ có nhiệm vụ để thao tác dữ liệu. Đầu tiên thì chúng ta cần xác định được cái đối tượng cần thiết để biểu diễn dữ liệu là dữ liệu như thế nào, và triển khai các phương thức và các chức năng để xử lý và truy vấn dữ liệu. Ví dụ như chúng ta có đi xem này, đúng không? Đấy, có thêm, sửa, xóa. Đấy là các phương thức để chúng ta làm việc với dữ liệu. Module còn đảm bảo cho chúng ta cái tính đúng đắn và an toàn của dữ liệu nữa. Thì xây dựng view, thì view là cái thành phần để hiển thị cái khung nhìn hay cái giao diện lên cho người dùng nhìn thấy, đúng không? Thì nó sẽ đảm bảo việc hiển thị cái giao diện và tương tác với người dùng, nhận dữ liệu được truyền từ các thành phần khác như module hoặc controller. View thì không chứa các cái logic, nó sẽ không chứa các logic, và các logic thì chỉ tập trung ở controller thôi. Chúng ta chỉ tập trung cái này, cái view này thì nó chỉ tập trung để hiển thị dữ liệu cho người dùng nhìn thấy thôi. Cuối cùng là cái controller. Thì controller thì chúng ta biết rồi là cái thành phần giao tiếp để tương tác giữa module và view. Nó sẽ xử lý các yêu cầu từ người dùng và thay đổi trạng thái của module tương ứng. Ví dụ như chúng ta muốn hiển thị thông tin lên chẳng hạn, đúng không? Thì lúc đó cái controller nó sẽ yêu cầu cái module để lấy ra cái dữ liệu, và sau đó truyền cho view hiển thị lên. Trong trường hợp mà chúng ta thêm dữ liệu thì lúc đó nó sẽ tương tác với lại cái yêu cầu của người dùng. Đấy, lấy được, nhận được cái yêu cầu của người dùng khi người dùng nhập dữ liệu form gì đó, đúng không? Sau đó là nó sẽ đưa cái dữ liệu đó, và cuối cùng là gửi sang cho cái module
để mua đồ, build cái dữ liệu vào trong database. Thì Controller còn nhận thông tin từ view để xử lý và tương tác với các mô đồ để truy xuất và cập nhật dữ liệu. Sau đó Controller sẽ truyền dữ liệu để xử lý từ mô đồ cho view hiển thị qua người dùng, hiển thị cho người dùng nhìn thấy. Trong này thì chúng ta cần thiết kế các cơ chế giao tiếp nữa. Thì các thành phần cần có các cơ chế giao tiếp với nhau. Thì chúng ta tất nhiên rồi, cái này thì như chúng ta xây dựng một ứng dụng ấy, thì để các thành phần giao tiếp với nhau thì ví dụ như chúng ta có cái menu chẳng hạn, đúng không? Giao tiếp với người dùng thì cái menu là để giao tiếp với người dùng, khi người dùng nhấn vào một cái thành phần nào đó thì nó sẽ tự động nó chuyển hướng theo cái yêu cầu của menu chúng ta, đúng không? Ở đây controller sẽ gửi yêu cầu đến mô đồ để truy xuất và cập nhật cái dữ liệu, sau đó controller sẽ truyền cái dữ liệu xử lý từ cái mô đồ cho view hiển thị. Cái cơ chế giao tiếp có thể sử dụng các phương thức truyền tham số, thì sử dụng các cái sự kiện hoặc các cái tham chiếu truyền dữ liệu và thực hiện các cái thao tác. Ví dụ như chúng ta muốn hiển thị một cái sản phẩm nào đó. Thế thì muốn hiển thị một sản phẩm thì chúng ta cần biết thông tin của sản phẩm đó. Thì biết thông tin của sản phẩm đó thì thông thường chúng ta sẽ thông qua cái ID, đúng không? Cái mã của sản phẩm, đấy là cái duy nhất. Thì khi mà chúng ta truyền cái mã đấy thì cái đó chính là cái tham số để chúng ta nhận được, đúng không? Đấy. Và sau đó là chúng ta sử dụng một cái sự kiện mà chúng ta viết để truyền cái tham số vào. Sau đó chúng ta sẽ lấy dữ liệu theo chính cái sản số đó để thao tác với dữ liệu. Rồi tiếp tục. Thì cuối cùng là cách chúng ta kiểm thử và tối ưu hóa cái ứng dụng của chúng ta. Kiểm thử và tối ưu hóa là một cái quá trình cực kỳ quan trọng ở trong tất cả các ứng dụng, không chỉ riêng cái ứng dụng web của chúng ta. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái mô hình MVC thì việc kiểm thử của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều cho các lập trình viên. Thì quá trình kiểm thử và tối ưu hóa nó cực kỳ cần thiết, bất kỳ cái ứng dụng nào nó cũng cần thiết cả, đảm bảo cái tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình. Nó kiểm tra được các kịch bản sử dụng, đảm bảo được các thành phần hoạt động như mong đợi. Ví dụ như khi mà chúng ta có một cái lỗi xảy ra thì lúc đấy chúng ta sẽ biết ngay được cái thành phần nào là cái thành phần gây ra lỗi, và chúng ta có thể xử lý nó được một cách nhanh chóng hơn so với việc mà các em viết như cái lúc chúng ta học V1, đúng không? Là sử dụng cái cấu trúc ở trong cái lập trình. Chúng ta có thể tối hóa và nâng cấp cao cái hiệu suất, tăng khả năng mở rộng của mô hình. Cái này thì tăng cái khả năng mở rộng của mô hình MVC nó rất là tuyệt vời. Khi chúng ta mở rộng một cái thành phần nào đó thì chúng ta chỉ cần thêm nó thôi, không giống như ở trong cái như chúng ta viết ở cái môn V1 ấy. Thì khi mà chúng ta thêm được một thành phần nào đó là chúng ta gần như là chúng ta phải xóa cái thành phần kia đi và chúng ta viết lại, đúng không? Viết lại hoặc là viết thêm vào chính cái nơi đó, đúng không? Nó rất là phức tạp. Thì trong quá trình đó thì cái mô hình MVC nó làm cho chúng ta những cái đó nó dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể tìm kiếm cách cải tiến và tối ưu hóa cấu trúc và logic của mô đồ view controller. Cuối cùng là thầy sẽ demo cái ứng dụng MVC và thầy sẽ demo cái chức năng thêm sửa xóa cái danh mục thôi. Đây là một cái nhỏ, vì vậy là đúng cái thời gian của chúng ta nó có hạn, thầy sẽ demo cái nhỏ nhỏ này thôi. Thì cái này thì thầy cũng đã gửi cho cô Diệu, cô Diệu gửi cho các bạn cái source code có sẵn nhé. Để demo nó tốt hơn. Các bạn check mail nhé, cô đã gửi qua mail cho các bạn rồi. Những bạn nào mà chưa
Nhận được thì các bạn sẽ nhắn riêng cho cô sẽ gửi lại qua Zalo cho các bạn. Rồi, Hà tắt tắt cái này cho anh. Em stop xe rồi đấy. Cái này bật nó cứ có cái màn hình đen đen này. Diệu ơi, cái màn hình đen đen à, cái thanh đen đen này có tắt được không em nhỉ? Dạ không anh ạ, cái đấy nó cứ hiển phải thị vậy ạ. Trên này. Vâng, anh có thể di chuyển kéo nó sang vị trí khác là được, cũng được ạ. Nhưng mà nó dài quá. Vâng. Nó không cho hẳn xuống được nhỉ? Cho hẳn xuống đây. Lại thì sao ta? Đó, okay. À, đây là cái sườn của cái mô hình MVC. Thì như chúng ta thấy đây, thì mô hình MVC nó sẽ tập trung ở các cái thư mục như sau. Thứ nhất là cái controller. Đây có một cái thư mục controller, nó sẽ chứa các controller để điều khiển các cái tương tác của ứng dụng, cái model. Cái model thì hiện tại thì đang xây dựng hai cái. Thứ nhất là cái collection để kết nối vào cái database của chúng ta thôi. Cái thứ hai là cái mô đồ của cái loại hàng. Đấy. À, thế thì cái đây là cái cơ sở dữ liệu mà thầy lấy từ cái cơ sở dữ liệu Bigshot. À, các em học ở cái môn dự án mẫu để cho tiện chúng ta theo dõi, đúng không? Cái này tiện cái là chúng ta đang học nữa, thì chúng ta theo dõi nó sẽ dễ dàng hơn so với cái cơ sở dữ liệu mà thầy xây dựng mới. Kể cả cái template thì thầy cũng dựa trên luôn cái template của cái dự án mẫu của em nhé. Đó. Đây, thì trong cái này thì thầy đã xây dựng sẵn các cái thao tác dữ liệu với bảng loại hàng. Đấy, bảng loại hàng gồm có chúng ta có thể truy vấn tất cả các loại hàng này, thêm một loại hàng này, update một loại hàng này, xóa một loại hàng này, và truy cập vào hàng vào cái loại hàng bởi cái ID. Đó. Đây thầy cũng xây dựng nó gần gần giống với lại cái mà chúng ta đã học. Đây, ví dụ như thầy loại sớm. Rồi mình sẽ xây dựng người nhầm đi. Rồi, các em có thể mở ra lấy nhé. Đây thầy có một cái file, à đây preview nữa. Đấy, preview để chứa các cái hiển thị của chúng ta. Thì ở đây thầy đã tạo cho chúng ta sẵn một cái layout gồm có header và footer. Header, footer này. Cái header nó chỉ là cái menu thôi. Đấy, menu thôi. À, cái footer thì nó không có gì cả, nó có một cái đoạn JavaScript xây dựng. JavaScript này thì trong buổi hôm nay chúng ta cũng không cần để chọn ôn ấy. Đây là các trang, đúng không? Đấy. Là thêm này, sửa này và xóa loại hàng. Đó. À, có một cái thư mục public để chứa các cái file CSS của chúng ta. CSS chúng ta để trong asset nhé, đúng không? Và một cái thư mục image nếu mà chúng ta có ảnh. File index thì để bên ngoài. Index thì để bên ngoài. Đây là file index. Index thì thầy đã require những cái thành phần cần thiết vào đây rồi, cùng có cái config này, function này, collection này và cái loại. Cái function thì có cái function, cái chức năng đấy. Thì thầy đang có một cái hàm là hàm view để render cái view ra, render cái giao diện đấy cho chúng ta. Đó. Giờ chúng ta bắt đầu xây dựng nhé. Trước khi xây dựng thì thầy sẽ nói qua chúng ta về cái MVC nó được hoạt động như thế nào. Thì đây là mô hình MVC cơ bản chúng ta sẽ xây dựng bằng function. Tất nhiên chúng ta cũng có một câu hỏi là gì? Tại sao lại không xây dựng nó bằng OP? Thì như chúng ta thấy thì chúng ta do chúng ta là chưa được học về OP thì chúng ta sẽ học lên PHP 2 cơ.
thì các em sẽ được học OOP. Và tất nhiên khi mà học OOP thì chúng ta sẽ xây dựng nó cao cấp hơn, nghĩa là nó sẽ có cái một cái con router để nó điều khiển nha, điều khiển đường dẫn của ứng dụng, sau đó nó sẽ gọi các cái controller cần thiết ra. Còn đây thì thầy sẽ điều khiển trực tiếp ở cái file index, điều khiển trực tiếp nó file index, sau đó cần cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái controller để xử lý, chứ chúng ta sẽ không xử lý ở file index nhé. Rồi thì đầu tiên chúng ta cần bật cái SAM lên này. Đó, chạy qua cái này cho thầy. VC thầy mới tạo ra thì chưa chạy VC training. À, cái file index này chúng ta chưa biết cái gì cả, vì vậy các em sẽ thấy nó chưa có cái gì. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải kiểm tra xem chúng ta có cái controller nào, đúng không? À, thì theo các em thì lúc mà chúng ta học ở cái PNP1 ấy, các em khi mà chúng ta gọi đến một cái trang, ví dụ như trang chủ này, hay trang sản phẩm này, hay là trang danh mục này, thì các em sẽ phải gọi đến những trang nào và những cái trang nào nó xử lý nó. Theo các em thì những trang nào sẽ xử lý nó nhỉ? Ví dụ thầy có trang chủ này, trang sản phẩm này và trang danh mục này. Theo các em thì sẽ có những cái trang nào sẽ xử lý nó, hay là chúng ta sẽ đi qua index hết? Alo, các em có nghe thấy thầy không? Có ai biết không? Đâu biết rồi. Alo. Rồi, ok các em. Rồi. Thì ở đây thì cái file index của chúng ta sẽ điều khiển và nhận request nhá. Đấy. Là trang thành phần sẽ nhận request và điều khiển đến cái controller mà chúng ta mong muốn, và tất cả các cái đường dẫn của chúng ta sẽ đều đi qua cái index hết. Nó sẽ đi qua cái index hết các em nhé. Rồi, ở đây ví dụ như thầy sẽ có một cái biến controller. Biến controller, cái viết tắt nhé, controller. Nó sẽ nhận cái request. Đấy, là cái get. Từ get. Từ trên URL. Nếu nó có thì chúng ta sẽ lấy cái get controller, get CTL đấy. Nếu không thì chúng ta sẽ lấy cái rỗng này. Rỗng nhá. Ví dụ đây thì echo ra chúng ta nhìn thấy nhá. Đây, các em sẽ nhìn thấy này. Đây ví dụ như chúng ta ví dụ ở đây thì chúng ta để home chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nó gì? Nó có cái home này, đúng không? Đấy. Chúng ta có controller này bằng about. Đấy, đây nó sẽ thấy cái about này, đúng không? Đấy. Controller bằng contact này. Đấy, các em sẽ nhìn thấy cái contact ở đây. Đó. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái controller này để chúng ta điều hướng nhá, ứng dụng của chúng ta. Thì để điều hướng được ứng dụng thì chúng ta sẽ sử dụng một cái rất là hay, đúng không? Thì theo các em thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái lệnh gì nhỉ các em? Theo các em thì chúng ta sử dụng bằng lệnh gì? Switch hay cây? À, switch hay if? Switch. Rồi. Ai sử dụng bằng lệnh if không? Switch cây, chính xác. Ok. Rồi. À, sử dụng if cũng được nhé các em nhé, nhưng mà ở đây là chúng ta gì, cái lựa chọn tốt nhất của chúng ta sẽ là sử dụng switch case, đúng không? Đấy, cái lệnh lựa chọn. Rồi thì cảm ơn các em, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh switch đúng không? Đấy. Controller đó, case
À đây thầy lại để trống nhé. Trống thì người ta không nhập cái gì cả. Mà khi người ta thì mới gõ vào cái trang web thôi, đúng không? Chúng ta có trống này. Đấy. Trống này chúng ta không làm gì cả này. À, ví dụ case ta có home. Thì đây chúng ta ví dụ intro cái gì? À, cái home. Break. Như ý chúng ta dùng switch case chúng ta phải có lệnh break. Nếu không có break thì nó sẽ chạy đến case tiếp theo, nó không thoát. Case about chúng ta sẽ có intro about, đúng không? Break. Ví dụ như kết thúc, đúng không? Before chúng ta sẽ intro cái 404 file not found. Đấy, không tìm thấy file. À, đây ví dụ chúng ta có cái các cái điều hướng đây, đây là các điều hướng nhé, đúng không? Chúng ta chưa sử dụng controller nhé, đây thì sử dụng controller. Đây ví dụ ở đây thì chúng ta ở đến nốt này, các em thấy cái gì, à, cái contact này chúng ta chưa khai báo này, à, thì nó sẽ chạy đến cái gì, không tìm thấy trang này, đúng không? À, chúng ta mà gọi vào gì home, à, ra home này, about, ra about này. À, trong trường hợp mà các em chỉ gọi đến gì thì cái website đấy thôi, đúng không? Tên website chẳng hạn, đúng không? À, thì nó vẫn ra home này, đúng không? Đây. Đó, thì đấy là cái hình thức hoạt động của cái mô hình này, đúng không? À, thì bây giờ chúng ta có gì, có view và có controller nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không? Thầy sẽ demo cái ở trong cái thầy gửi thì cũng có database rồi các em nhé. Nếu ai chưa có database thì các em có thể import vào. Đây là cái database của thầy này. Database này là database chính xác của cái dự án mẫu nhé. Thầy xây dựng nó lên. Thầy làm ý gì như cái dự án mẫu đấy. Đây, cái này là cái XSOC này. Đây. Thầy chỉ làm mỗi cái loại hàng thôi nhé. Loại hàng. Cái loại hàng của ta thì đang có những cái loại hàng này. 1, 2, 3. Có 7 cái nhé, đúng không? Đây, có 7 loại hàng. Thì đây chúng ta sẽ hiển thị loại hàng này. Em viết cho thầy cái case, đúng không? Đấy. Loại hàng. Loại hàng. À, thì khi mà chúng ta có cái case này thì mục đích của nó là gì? Nó sẽ là truy cập vào cái controller cơ, đúng không? Đấy. Sau đó cái controller đấy sẽ xử lý và gọi cái view theo đúng cái yêu cầu của chúng ta, đúng không? Sau đó hiển thị cho người dùng. Đấy. Gọi cái view theo yêu cầu và hiển thị cho người dùng đúng chính xác cái view đó. Đấy. Vì vậy là gì? À, chúng ta sẽ phải đi xây dựng cái view, à, xây dựng cái controller và xây dựng cái view. Tiếp theo, ở đây thầy đã có cái view rồi. Đấy. Cái view là cái layout ở trong cái danh mục nhé. Đây, cái list. Chúng ta sẽ có cái list. Đây. Rồi, bây giờ thầy thử gọi cái list này lên nhé. Gọi cái list này lên. À, thông qua cái controller. Thì sẽ gọi controller. Thầy sẽ tạo cho chúng ta một cái file là loại controller.php. Đầu tiên là hiển thị danh sách này, đó. Danh sách loại hàng. Chúng ta sẽ có public function. Đấy.
List. Loại. À, quên, để đang quen cái mô hình MVC mà OP. Public nữa. Rồi đây, chúng ta sẽ có public này, đúng không? À, list loại hàng. À, rồi. List loại hàng. À thì đây chúng ta là list gì? Sẽ là hiển thị danh sách, đúng không? Hiển thị danh sách có nghĩa là lấy ra tất cả cái loại hàng. Ừ. Lấy ra tất cả cái loại hàng thì chúng ta cần gì? À, cần truy cập vào database rồi. Để à, cần truy cập vào cái module để lấy ra cái loại hàng nhá. À, đây em sẽ xem cái loại của chúng ta sẽ nó bao gồm có các cái function nào. Đây. Đây là function để truy cập tất cả các loại hàng. Đó. Ừ. Các em sẽ vào cái loại own nhá, đúng không? Ừ. Loại own này. Chúng ta sẽ có cái gì? Loại hàng này. Bằng này. Loại own. Rồi, sau đó chúng ta sẽ gọi cái view lên. Đấy. Gọi cái view lên nhé. View đây. Hàm view. Cái hàm view đầu tiên của chúng ta sẽ có path, nghĩa là cái đường dẫn. Đấy. Đường dẫn, sau đó là cái data chúng ta truyền vào. Đúng không? Đường dẫn chúng ta sẽ để theo cái hình thức như sau. Chúng ta có tên của cái gì, tên của danh mục. Đây thì giải thích cái hàm view nhé. Đây, hàm view chúng ta sẽ có một là cái path này, đường dẫn này, còn hai là cái data này. Cái data thì sau khi vào thì thầy sẽ extract nó ra, đúng không? Cái hàm extract này chắc chúng ta biết rồi. Đã xem video của thầy Hộ thì dùng rất nhiều cái hàm này rồi, đúng không? Hàm sẽ biến các cái gì, các cái key nó thành biến nhé, đúng không? Thành biến và giá trị tương ứng sẽ là giá trị của cái biến đó. Sau đó thầy sẽ include cái gì, cái path đó vào, nó sẽ thông qua cái view đây. Gọi view game nhé, gọi view. Thì do cái file của chúng ta là file index mà, nó đi qua cái index mà, đâm ra nó sẽ vào luôn cái view này, em nhé, đúng không? Đấy, sau sửa đến cái path này, đấy, cái path của chúng ta, và cuối cùng là thầy sẽ chấm đuôi PHP nhé, nghĩa là cái gì? Path của chúng ta chỉ là cái đường dẫn của cái thư mục đến cái file thôi, đến tên file nhé, chứ không có chấm PHP các em nhé, đấy, đến tên file thôi. Ở đây thầy không viết thêm nữa để cho nó đỡ nó rắc rối thì chúng ta. Rồi. Đây, thì chúng ta sẽ có cái gì? À, danh mục. Đúng không? Đó sửa cái gì? List. Đúng không? Đấy. Cái data của chúng ta thì sẽ có cái gì? Đấy. Data của chúng ta sẽ có cái gì? Loại hàng. Đúng không? Đấy. Nó trở tới cái gì? Đồ là loại. Đó. Đấy là dữ liệu của chúng ta, đúng không? Rồi. Thì hiện tại cái list của thầy nó chưa gọi đâu nhé, chưa nghĩa là chưa xử lý cái dữ liệu này để in ra màn hình nhé, và thầy sẽ thử in cái giao diện này lên xem nó có lấy được cái giao diện này lên không đã, đúng không? Thì cái giao diện này lên đã nhé. Đây chúng ta lại quay trở lại cái này, đúng không? Lúc đó chúng ta chỉ việc gì, gọi cái controller mà theo đúng cái yêu cầu, đúng không? Ta truy cập vào loại hàng thì gọi controller đúng của nó nên không. Chúng ta sẽ là gì? Loại. Ở đây là gì? List loại đúng không? List loại. List loại. Đấy, và break. Đấy, các em thấy nó rất đơn giản đâu, đúng không? Thì gọi này chúng ta sẽ không xử lý nó mà chúng ta chỉ gọi cái controller đó lên thôi. Rồi bây giờ chúng ta thử xem nhé. Đây là gì? Gọi chấm này, controller này bằng này, controller nhé bằng này loại hàng. Oh, file not found. À, file not found ở đâu? Thì loại hàng này thầy đang có dấu trừ đúng không? À, đây này. Em thấy loại trừ hàng trừ đây đã gọi được lên rồi, đúng không? Nhưng mà nó đang không biết được cái gì, cái list loại là cái gì, đúng không? Đấy. Thì theo em, theo các em thì tại sao nó không biết cái này, lý do ở đâu nhỉ?
chúng ta còn nhớ không? Lý do là đâu? Chúng ta làm sao để sử dụng được cái đó, chị em? Ôi, dùng namespace á? Chưa học OP mà các em. À đúng rồi, chúng ta chưa require cái đó vào trong index nhá, đúng không? Đấy, chúng ta chưa require cái đó vào trong index. Ừ. Không bị xài router. Rồi, các bạn nào lên PP2 thì thầy sẽ hướng dẫn cho viết cái router nhé. Viết cái router như Laravel luôn. Tự viết luôn, chứ không phải lấy ở trên thư viện gì cả. Rồi, cái đây chúng ta sẽ phải require, đúng không? Đấy. Require one này. Đấy. Ở trong cái thư mục controller. Đấy. Sược này, đây, loại controller. Đó, thì lúc đấy gì? À, cái code ở trong cái loại consumer được sao chép vào đây và lúc đó chúng ta mới bắt đầu sử dụng được cái hàm list loại. À, rồi bây giờ chạy này. Đây, các em thấy nó hiển thị lên, nhưng mà hiển thị lên đây là dữ liệu cứng nhé, đúng không? Đấy, dữ liệu tĩnh, đúng không? Dữ liệu tĩnh thì thầy chưa truyền dữ liệu vào đâu, nhá, chưa hề truyền dữ liệu vào, đúng không? Rồi đây thầy truyền dữ liệu vào thì chúng ta thấy này. Đây thì chúng ta lại qua cái list nhá, đúng không? Đấy. Cái list đây thì sẽ xóa bớt. Để lại một cái này thôi nhá, đúng không? Còn lại xóa bớt hết đi. Đây, để lại cái này thôi, đúng không? Đây thì dữ liệu của chúng ta được truyền vào là cái gì? À, đây là cái loại hàng, đúng không? Đấy. Loại hàng nó lấy dữ liệu từ cái loại hàng này. Nó lấy tất cả dữ liệu, đúng không? Ta sẽ for in thôi. Chúng ta sẽ có loại hàng này. As là loại. Đó. Đây. Ở đây thầy có cái check on thì chắc cái này không kịp dạy, nhưng mà đây thì cứ truyền vào cái dữ liệu này để khi mà chúng ta xóa, chúng ta có thể xóa được nhiều đấy. Các em có thể check vào để xóa đấy. Nếu còn thời gian thì hướng dẫn cho chúng ta. Đây chúng ta sẽ làm mã nhé. Để xóa thì chúng ta phải sử dụng cái loại mã. Loại. Để mã loại này. Đấy. Loại này. Cái này là gì? Mã loại. Cái này là tên. Rồi. Đây. Hai cái nút này để sau nhá. Đây. Đây. Cái việc của cái gì? Của cái view thì nó chỉ là vậy thôi, nó hiển thị cái dữ liệu lên thôi, đúng không? Nó sẽ không xử lý cái gì nhá. Đấy. Không xử lý logic. Chưa có end. Quên mất chưa có phép end cho cái form. Đây, đây ta có đó, đây, như cái này thì viết sẵn rồi này, đó các em có thể check này, bỏ check này đó, đó. Để code JavaScript đi nhé. Rồi,
Đây là cái hiển thị đúng không? Đây, các em thấy cái hiển thị đây. Rồi cái này chúng ta sẽ để vào cái menu cái nhá, để khi mà chúng ta vào kia thì chúng ta ấn vào cái này thì còn được đúng không? Đấy. Thì không, hiện tại bây giờ thì đang gắn cái link nào đó như là controller loại đúng không? Đấy, thì loại nó chưa có. Rồi chúng ta có thể quay vào cái header layout đây. Đây, cái header này. Đấy, đây chúng ta để cái loại này. Loại hàng quyền. Rồi. Cái controller ở đây, các cái menu ở đây thì sau này chúng ta viết cái gì xong thì chúng ta cứ cho vào đây nhé, đúng không? Đó. Tại vì cái này đã được include ở từng cái gì, từng cái template của nó hết rồi. Đây, include header này, đúng không? Và ở dưới là chúng ta có include cái footer rồi. Vậy nó sẽ được sử dụng luôn. Chúng ta chỉ cần thêm mỗi lần thôi vào đấy thôi. Rồi, thì thứ nhất là chúng ta đã xong cái phần list, đúng không? Đấy. Danh sách. Tiếp theo là chúng ta sẽ thêm. Làm sao để chúng ta thêm được? Đúng không? Thì ở đây cái view là thầy đã xây dựng sẵn cho chúng ta cái form. Đấy, form thêm. Form thêm này thì đối với cái bảng dữ liệu này thì nó khá đơn giản, nó có mỗi cái gì? Cái tên loại thôi. Đúng không? Cái mã loại thì nó không có. Mã loại nó không có nhé. Đây, ở đây thầy để là cái auto number rồi. Nó không hề có. Và thêm ta sẽ nhập thêm đây, cái hiển thị này, danh sách này, chúng ta thêm cho thầy cái gì? Loại hàng biết sẵn hết rồi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi viết làm sao để nó có thể hiển thị được cái gì, cái thêm này đúng không? Đúng, cái thêm này. Rồi bắt đầu ta lại vào cái controller thôi. Ta sẽ viết cái controller trước nhé. Đó. Form thêm loại hàng. Đó. Function as loại, as cái loại. Đối với việc add cái loại này thì chúng ta sẽ không cần có dữ liệu truyền vào là một này, cũng không cần phải gì, không cần có dữ liệu truyền vào, không cần có dữ liệu truyền vào, chúng ta chỉ cần view nó thân thôi, hiển thị mỗi cái view thôi. View cái danh mục as không cần, chúng ta kiểm không cần thì cái view thôi. Tiếp theo tiếp theo để chúng ta gì, biết xem người ta làm sao để gọi được cái gì, cái controller này nên chúng ta phải qua cái index để nó phát hiện xem cái đường dẫn của chúng ta khi chúng ta gọi nó có cái controller là cái gì. Chúng ta sẽ có cái viết cho thầy cái case s loại nha. Chúng ta sẽ có as loại này. Break này. Đó. As loại break. Thêm thì chúng ta sửa lại cái controller cho thầy. Thêm cái list thêm này, chúng ta sẽ có cái gì, controller này sẽ bằng này app loại loại, chúng ta viết đúng cái đường dẫn nhé.
cái đường dẫn của index. Đó. Đây, add loại này. Đây, chúng ta được cái form này. Đó. Đó. Form này là danh sách loại hàng. Đây, đó, ok. Đây chúng ta sẽ nhập dữ liệu. Nhập dữ liệu cho nó. Khi nhập dữ liệu thì ấn thêm. Thêm xong dữ liệu thì sao? Nó sẽ quay lại cái loại hàng của chúng ta để hiển thị cho chúng ta thấy. Quay sang đây. Hiển thị. Có thể chúng ta sẽ thêm cái thông báo nữa để người ta biết được rằng là gì, chúng ta đã thêm được cái dữ liệu đó thành công rồi. Rồi. Được nhé. Tiếp theo nữa, chúng ta cần có một cái gì? Cái function store để lưu dữ liệu thêm. Vậy function này store loại, ta thêm cái loại vào nữa. Đây ta đang viết một function, function nó lại không cho phép chúng ta viết chung tên function. Rồi, theo các em thì bây giờ làm nào để thầy có thể lấy được cái dữ liệu từ form, từ form khi mà chúng ta gõ vào đây, đúng không? Đấy. Làm sao để lấy cái dữ liệu tên loại này, các em? Dùng lem á. Cái gì nữa không? Dùng lem. Chưa đúng. Param à? Tiếp cái gì nữa? À đúng rồi, chúng ta dùng post nhé các em nhé. Post, chính xác, post. Rồi, ok, thì cảm ơn Huý, Phú, cảm ơn Mai. Đúng rồi, ta sẽ dùng post các em nhé. Thì ở đây chúng ta thấy cái S của chúng ta đang đặt tên nó là gì? Đây, tên loại này. Đấy. Chúng ta vẫn chưa gắn cái action vào nhé, tí nữa thì sẽ gắn cái action vào. Action vào nhé. Đây. Chúng ta sẽ có cái gì? Cái đô la tên loại bằng đô la post tên loại. Đấy, thế này thôi. Đúng không? Rồi chúng ta add. Ở đây thầy chưa nói đến cái validate nhé. Thì lúc nữa còn thời gian thì thầy sẽ nói cái validate cho chúng ta. Đó. Validate mình MVC nó như nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ gì? Gọi đến cái insert. Để thầy xem lại xem cái module thầy viết cái insert này gì. Đây, loại insert nhé. Đó, tên loại. Loại insert tên loại. Chúng ta sẽ điều hướng. Điều hướng trước khi điều hướng thì chúng ta sẽ gì? Sẽ gửi một cái thông báo để người ta biết rằng là chúng ta gì? Vừa thêm được cái dữ liệu vào, đúng không? Ở đây thầy sẽ set một cái cookie nhé, đúng không? Set một cái cookie. Cái đấy là cái message này. Message này. Đó. Để gửi lên. Đó. Rồi. Tên là gì? Đó. Thêm dữ liệu.
thành công. À, cái này thầy sẽ xét cho nó cái thời gian là gì, 1 đến 2 giây thôi, xét 1 giây thôi nhé, nghĩa là nó tồn tại xong cái nó sẽ biến mất luôn, thì chúng ta không để nó tồn tại lâu. Và header sang location này, hỏi chấm controller bằng loại hàng. Đài luôn thể nhé, đài ship. Lấy được tên này. Đấy, sau đó chúng ta gì, insert cái tên loại vào, gửi một cái thông báo. Chúng ta sẽ gửi một cái thông báo bằng cookie nhé. Đấy, cookie này. Đấy, sau đó gì, header gửi ra, quay trở về cái loại hàng. Rồi thì khi mà chúng ta gửi này, các em cần có gì, làm sao cái này nó chạy được bây giờ các em, bây giờ làm sao chúng ta gọi được cái store load này, loại này lên để chạy được các em? Router. Rồi các bạn học Laravel vào đây rồi, đưa vào action. Rồi, đưa vào action, chính xác. Rồi, đưa vào action. Với lại cái gì nữa? Trả về response này. Gì nữa? Trả về response. Tiếp các em. Bây giờ làm sao để nó quay lại được cái trang gì? À, header rồi. Đấy. Đấy. Chúng ta đã đăng ký controller chưa? Đã đăng ký cái controller ở trong index chưa? Đúng không? Đấy. Chúng ta cần đăng ký đã nhá, đúng không? Đúng rồi, đấy, chúng ta cần đăng ký cái controller đã thì lúc đấy nó mới gọi được. Đây. Các em cần vào cái index này, đúng không? Đấy, chúng ta đăng ký này. Cây này, đúng không? Đấy. Ở đây chúng ta đang để cái controller là gì? Đây, store loại này. Rồi. Rồi, sau đó gọi cái store loại lên. Break. Rồi. Cái store này nó sẽ không có view nhé. No view. Hiện tại nó chưa có view thôi. Đấy, chúng ta chưa xử lý cái gì ở view của nó cả. Nó chỉ có nhiệm vụ là gì? Lưu lại database, lưu lại cái dữ liệu vào database. Đấy, sau đó gì? Nó quay trở lại cái loại hàng. Đấy. Quay trở lại cái loại hàng, và cái loại hàng này nó sẽ in ra cái thông báo. Đấy. In ra cái thông báo thì các em sẽ không viết trực tiếp cái thông báo ở trong thì trong đây nhá, đúng không? Đấy. Không viết trực tiếp cái thông báo trong đây mà chúng ta sẽ phải gửi cái gì, cái dữ liệu thông báo qua controller, đúng không? Đấy. Vì vậy là chúng ta sẽ gửi ở trên này này. Đây chúng ta sẽ có cái gì, message sẽ bằng gì, đô la cookie, đúng không? Đấy. Message. Đấy. Cái này nó giống như cái section flag ở trong Laravel. Đấy, đây. Thì lúc đấy thầy sẽ gửi thêm cái gì, cái message này xuống đây vào trong này. Đấy. Gửi tiếp cái message vào đây.
gửi cái message tiếp vào cái list này này, đúng không? Đó, vào cái view đấy. Ừ. Sau đó view sẽ lấy ra để hiển thị cho người dùng nhìn thấy, đúng không? Đây, đây nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ gì? Vào cái list để chúng ta hiển thị lên. À, lưu ý cái này nữa là nếu trong trường hợp mà gì cái cookie này nó không tồn tại và tồn tại thì sao, đúng không? Đấy, các em cho thầy thêm cái này nữa này. Đấy, nghĩa là nếu nó tồn tại thì chúng ta sẽ lấy luôn cái cookie này, còn trong trường hợp nó không tồn tại thì chúng ta làm sao? Lấy cái dấu trắng này thôi nhá, đúng không? Lấy cái dấu trắng này thôi. Rồi, vì vậy là ở trong cái list thì chúng ta sẽ hiển thị nó như sau. Hiển thị ở đâu ta? Thì ở đây đi. Đó. Nếu cái gì? Cái đô la message. Nó khác rộng, khác rộng hay là nó tồn tại và nó trôi và quên chưa có dấu pp. Nếu này khác rộng nhé, đúng không? Thì chúng ta mới hiển thị nó pp này. And if này, em sẽ có một cái thẻ tiếp này, chấm alert này, chấm alert success, đúng nhỉ? Bằng đô la thì ra, ở đây là thầy lấy cái bút cháp đi nhé, viết cho nó nhanh. Bút cháp viết cho nó nhanh thôi. Rồi. Bây giờ hiển thị nhé, đúng không? Chúng ta sẽ hiển thị đi. Bây giờ chúng ta đi thêm cái, đúng không? Quên. Còn cái gì? Chúng ta có ở trong này chưa để cái router vào đây? Quên cái action. Ta hỏi chấm này, controller này sẽ bằng cái gì? Store, đúng không nhỉ? Loại. Store loại nhé. Khi action này thì nó sẽ action đến cái gì? Cái store loại. Cái store loại thì nó sẽ gì? Gọi cái hàm store loại lên. Cái hàm store loại thì nó ở trong cái gì? Loại controller. Đấy, loại controller thì nó sẽ tiến hành gì? Lấy cái tên loại, đúng không? Đấy. Và insert vào trong database. Đấy. Sau đó thì set một cái cookie message, đúng không? Nó có thời gian tồn tại trong 1 giây và chuyển hướng sang cái gì? Cái list danh sách loại hàng, đúng không? Sau đó kết thúc. Sang cái list danh sách loại hàng thì sao? Chúng ta sẽ lấy ra cái gì? Cái loại hàng. Đấy. Sau đó gì? Lấy cái message nó bằng hình cái cookie. Nếu nó tồn tại hoặc khoảng rỗng, nếu nó không, sau đó chúng ta gửi vào cái view. Rồi. Để chạy lại cái này nhé. Ví dụ thể để test test là danh mục. Test danh mục này. Đấy, ấn thêm nhé. Thêm này. Store loại. Không, store loại sao không được, xem lại nhé, store loại này, đây là cái controller này, store loại này, biết nhầm rồi, chúng ta đang là dấu gạch dưới, hình như cái nào đó để gạch trên đây. Store loại này các em nhé.
À không, thì chúng ta có thể để cho nó giống các cái bài khác này, đúng không? Để đây cái này đi. Đó, cái này đi nhá. Cho giống đi. Rồi, reload lại cái. Đây, quay lại đây và nó hiển thị cái thêm dữ liệu thành công này, các em này. Đó. Đây, gọi test danh mục này. Rồi. Thì thầy reload lại này. Các em xem cái message này nó còn không nhá, đúng không? Đấy, vừa rồi thầy set cái cookie nó có 1 giây, đúng không? Đấy, thì nốt lại thì chúng ta thấy rằng cái đấy nó mất rồi. Đấy. Nhá. Rồi, đấy là cái thêm. Thêm. Đấy, chúng ta sẽ đến cái sửa xóa, đúng không? Đấy, sửa xóa chúng ta sẽ phải gắn cái link cho nó. Yeah, sửa này, xóa này. Sửa nha. Chúng ta sẽ viết cái link ở trong cái list kia thầy nhé. Link ở cái list này. Nhất là sửa này. Khoảng chấm này, controller sẽ bằng này. Edit loại. Lưu ý khi chúng ta sửa thì các em phải cần có cái thông tin gì nữa nhỉ? ID đúng không? Chính xác, chúng ta cần có ID. Đó, thầy cảm ơn các em. Chúng ta phải truyền thêm cái ID. Đó, cái ID này chính là cái mã loại các em nhé. Đấy, đúng không? Đó, bằng là loại mã loại. Đó, loại mã loại. Con controller sẽ điều khiển à, cái đường dẫn của chúng ta sẽ điều khiển là cái gì? Edit trừ loại nhá. Tương tự như vậy chúng ta sẽ cho cái gì? Cái xóa luôn. Hỏi chấm này. Controller này. Bằng này. Đen này. Loại nhá. Và mã loại bằng là loại mã loại. Rồi. Thế khi xóa thì chúng ta mong muốn là gì? Nhỡ tay người dùng mà nhấn nút xóa cái mà nó xóa ngay thì hỏng rồi, đúng không? Đấy. Chúng ta mong muốn cái gì nhỉ các em? À đúng rồi, chúng ta cần có một cái confirm đúng không? Để phản hồi lại với người dùng cho người ta biết rằng anh đang làm một cái việc gì đó nó rất là nguy hiểm đúng không? Rồi thì cảm ơn em. Tuyệt vời. Đa cho thầy một cái on click. Đấy, là return cái hàm confirm trong JavaScript. Đấy. Bạn có muốn chắc chắn xóa không? Hỏi chấm cả đó. Rồi. Đây. Edit này chúng ta cần phải có gì? Biết được chúng ta edit cái loại hàng nào đúng không? Đấy. Thì để biết được cái đấy thì chúng ta sẽ phải truyền cái mã loại truyền cho chúng ta truyền cho cái controller cái mã loại. Xóa cũng như vậy, để chúng ta biết được chúng ta xóa cái loại hàng nào, em cũng phải truyền cho nó cái gì, cái mã loại, để chúng ta có thể biết được cái mã loại cái loại hàng mà chúng ta cần xóa. Rồi để làm cái edit trước nhé.
cái edit ta sẽ là viết cái gì loại con trùng nơ hoặc function show lấy thông tin một loại cần cập nhật là có function show loại rồi. Thế bây giờ ở đây chúng ta muốn lấy cái loại ở trên đường dẫn ra, đúng không? Đấy, ví dụ mình thể ấn sửa này, ấn sửa nhé, đúng không? Đây, thì làm sao để chúng ta lấy được cái mã loại này nhỉ các em? Ta còn nhớ không? À, chính xác, chúng ta dùng get. Rồi, thì cảm ơn chính. Chúng ta sẽ dùng get, đúng không? Đô la mã loại. Sẽ bằng gì? Đô la get mã loại. Rồi, lấy được mã loại rồi thì chúng ta sẽ gì? Lấy được thông tin của cái loại hàng đó theo mã loại, đúng không? Đấy. Thông tin này. Đó, chúng ta sẽ lấy cái loại sẽ bằng này. Loại select cái sao nhỉ? Select by ID đây. À, chúng ta có mã loại. Mã loại. À. Khi chúng ta lấy được gì? Cái loại rồi. À, các em sẽ gửi nó vào view, đúng không? À, gửi nó vào view nhé. À, view đây thì có cái edit rồi. Chúng ta sẽ view cái gì? Danh mục này, sửa này, edit, phải đô la loại đó, view ra. Hiển thị nó ra, đúng không? Hiển thị cái form edit ra. Hiển thị cái sâu ra, à cái thị cái thông tin cái loại ra nhá, đúng không? Đấy. Thì thông tin cái loại thì các em lại phải vào cái gì? Cái loại edit đây, edit đây. Edit này thì chúng ta sẽ phải lấy hai thông tin, là lấy thông tin của mã loại, đúng không? Để sau này chúng ta update, đúng không? Và thông tin của tên loại, đúng không? Đấy. Thì cái này chúng ta sẽ để cái gì? Value này. Bằng này. Là loại. Mã loại, đấy, cái thứ nhất và cái thông tin của cái gì tên loại value và là loại tên loại. Đấy, cái danh sách này ta viết lại để hỏi chấm này, con trùng nơ bằng loại hạt, loại hạt nhé.
Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ là hiển thị thôi, đúng không? Hiển thị thôi. Em sẽ có cái gì nhỉ? Này vào index thì chúng ta khai báo đường dẫn cho nó. Đường dẫn của chúng ta sẽ là cái edit đi. Edit loại nhé. Sâu loại. Break này. Đúng edit loại nhé. Kiểm tra cái list của chúng ta xem nhé. Đây, ta đang được edit loại này. Đây. Đó. Gọi cái sâu em đúng không? Đây chúng ta thấy cái làm code này nó rất là tiện này, đúng không? Nó không chẳng chịt code như trước nữa. Rồi bây giờ chúng ta reload lại cái xem. Đây các em sẽ nhìn thấy này. Đấy, gọi lên này. Chúng ta vào lại loại hàng này. Nước hoa này. Đó, nước hoa này. Đúng không? Túi sách này. Túi sách này. Đó. Công việc của chúng ta là vẫn là cập nhật, đúng không? Thì nó sẽ cập nhật cái dữ liệu mà chúng ta viết ở đây vào trong database. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái đó như thế nào? Ở đây chúng ta lại phải viết thêm cái update mỗi cái một nhiệm vụ nhé. Update em sẽ thấy nó rất dễ dàng, cũng rất là ngắn thôi để cập nhật dữ liệu và database function update loại. Thì theo các em bây giờ chúng ta sẽ cần lấy những cái thông tin gì để chúng ta có thể cập nhật được và lấy như thế nào? Alo các em. Đâu hết rồi các em ơi? Chúng ta còn đấy không? À đúng rồi, chúng ta lấy post đúng không? Đấy, ta sẽ lấy post dữ liệu của nó. Thì chúng ta sẽ lấy có hai cái là mã loại này sẽ bằng $post của mã loại và tên loại bằng $post của tên loại. Rồi gọi xong rồi chúng ta sẽ tiến hành đi cập nhật đúng không? Đấy. Cập nhật là nhớ cái cập nhật là gì, loại update ấy. Loại update nhé, loại này. Update này đó. Đó. Update có tên loại và mã loại. Rồi. Update xong rồi chúng ta làm cái gì? Đúng không? Update xong rồi chúng ta làm cái gì? Đến xong rồi chúng ta sẽ ở lại cái nơi đó đúng không? Đây, ta làm sao để di chuyển được sang cái sâu này, đúng không? Sâu này, nhá.
và truyền cái thông tin gì mà chúng ta cập nhật xong, đúng không? Chúng ta lại có cái gì set cookie là message. Đấy. Cập nhật dữ liệu thành công time cộng một. Rồi sau đó chúng ta gọi cái gì, gọi lại cái view này lên, gọi lại cái view này. Gọi lại hay là chọn sang đây ta. Quay sang đây đi, đúng không? Location đi, header này, location, controller, controller sẽ bằng gì? Edit loại này và mã loại bằng chấm đồ là loại loại đó. Đó. Lúc đó có thông tin của cái gì, thông tin của message này, các em có cái thông tin của message này thì lên cái sâu loại này chúng ta phải lấy được cái thông tin của message này. Thì cũng tương tự như ở trong cái list nhé, chúng ta sẽ lấy cái thông tin ở đây, đô la message này sẽ bằng đi đô la cookie message phải chấm rộng. Nếu nó tồn tại thì chúng ta mới lấy, còn không thì chúng ta sẽ lấy cái rỗng thôi. Cái lúc đấy truyền vào thì sao? Đó, đấy. Truyền vào thì chúng ta vẫn truyền tiếp, đúng không? Đó, lại viết thêm truyền cái gì? Cái message. Truyền thì cái message, đúng không? Để chúng ta hiển thị cái thông báo khi mà chúng ta cập nhật dữ liệu thành công. Rồi, đây. Cập nhật dữ liệu thành công này, vào edit này. Đấy, chúng ta hiển thị lại cho thầy nha. Ở cái thông báo này. Ở thông báo này thì chúng ta đi copy ở đây cho nó đỡ phải viết lại nhá. Đây này. Giống nhau mà. Đây. Đỡ phải viết lại. Rồi. Thử nha. News. Cập nhật này. Không hề cập nhật. Để xác xem. Chưa cập nhật được. Chưa cập nhật được là đâu? Chúng ta xem lại cái loại ở cái index xem nào. Index chúng ta chưa viết. Ta mới sâu loại thôi. Đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta phải viết cái update này. Cho vào cái update này. Loại. Case update loại. Update loại. Break. Rồi. Đây. Update loại thì chúng ta lại
lưu ý cái action nào đó nữa, action của cái edit nhé. Action của cái edit đây, chúng ta chưa có cái action controller này bằng update loại này, một gạch chân này. Rồi, chúng ta đang copy gạch chân thôi, để tạm gạch chân nhé, copy gạch, rồi xếp lại thầy cái thầy lại cái nhé, rồi. Để cho nhận cái gì nhỉ, cái action new cập nhật này, cập nhật dữ liệu thành công này, đây còn new rồi đây, và danh sách xem đây đúng không, đấy. Ví dụ nhập thêm một cái nữa nhé, đúng không? Đấy, cái gì nhỉ, ba lô laptop thêm này, ba lô laptop này, sửa này, 123 này, cập nhật này. Đây. Đấy, ví dụ chúng ta ấn remote lại này, em thấy là sẽ không có dữ liệu nữa, đúng không? Rồi, đây là xong cái phần gì, cập nhật dữ liệu, cập nhật dữ liệu. Cuối cùng là chúng ta sẽ xóa, xóa cái dữ liệu của chúng ta, xóa dữ liệu nhé. Cái xóa thì là cái dễ nhất rồi đúng không? Xóa chúng ta sẽ không cần view nhé, đúng không? Xóa chúng ta sẽ không cần view. Cái này là thứ nhất thứ dưới. Mà container này đây. Function delete loại thì cũng giống trước thôi, thì để xóa thì chúng ta sẽ phải lấy được cái mã loại đúng không. Đấy. Lần này chúng ta có gì, get mã loại, khi lấy được mã loại rồi thì em chỉ cần gọi cái gì, cái phương thức xóa của nó thêm thôi, delete loại. Phương thức đấy là gì ta, loại delete. Loại delete, mã loại, và quay trở lại. Quay trở lại thì chúng ta lưu ý chúng ta lại phải gì, set cái cookie cho nó, set cái cookie là message. Vậy xóa dữ liệu thành công, vậy time cộng 1 và header location chấm controller sẽ bằng cái gì, loại hàng. Rồi đây, đây là cái xóa đúng không? Chúng ta thấy rằng cái xóa này là gì, là dễ dàng nhất rồi, là xây dựng một cái gì rất là lâu nhưng mà xóa chắc là trong nháy mắt thôi, là nó sẽ biến mất đúng không. Rồi. Xóa tất nhiên chúng ta vẫn phải khai báo cái đường dẫn trong index để nó biết được nhé. Face then loại, ta xem cái list chúng ta điện là gì nhé, đèn loại nhé. Đấy. Đèn loại break me. Rồi. Thank you.
Rồi, ok. Ta thực hiện xóa nhé. Xóa này. Đó, confirm này. Ok này. Đó, các em thấy nó xóa rồi, đúng không? Rồi, thế ra chúng ta đã thành công được cái CRUD. CRUD cái danh mục trong buổi ngày hôm nay. Thì bây giờ sẽ đến cái phần hỏi đáp. Các em có những cái câu hỏi gì không? Thì vừa rồi thầy có nhìn thấy có một số bạn chat là chúng ta chúng ta sử dụng cái CRUD của Laravel. Thì Laravel các em lưu ý là chúng ta đến tới buổi thứ đến học kỳ 6, học kỳ 5, học kỳ 6 chúng ta mới bắt đầu học đến Laravel nhé. Và đây là các bạn đang làm dự án mẫu, dự án 1. Demo xóa nhiều, ok, đây. Demo xóa nhiều thì đơn giản rồi. Thầy đã viết code cho chúng ta cái chọn JavaScript đây rồi, đúng không? Đấy. Thì để xóa nhiều thì chúng ta sẽ làm như sau. Thầy sẽ thêm một số cái nữa nhé. Danh một này, đấy. Tiếp này, danh một hai này, rồi đây, thì sau thầy sẽ xóa ba cái này nhá, thì chọn này, đúng không? Đấy. Chọn nhá. Thế để xóa nhiều thì chúng ta sẽ làm như sau. Thế thì ở trong này thì nó có cái nút để chúng ta xóa này. Trong này có nút xóa này nhá. Đấy. Thì khi xóa thì ở trong cái list thầy đã xây dựng cho chúng ta rồi. Đấy, đây trong cái list nó sẽ là một cái form. Đấy. Đây nó có cái nút btl này. Thì cái này chúng ta cũng sẽ thầy sẽ cho nó cái lệnh confirm các em nhé. On click này. Đấy, return confirm là bạn có chắc chắn xóa không? Rồi, chúng ta còn ít phút nữa để mua lốt cái này. Bạn chắc chắn xóa không, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây thầy đã đặt cho cái gì? Cái mã loại của chúng ta nó là một cái mạng. Đấy, nó là một mạng các em nhé. Đấy. Khi là một mảng thì sao? Khi là một mảng thì tất nhiên cái dữ liệu của nó thì nó sẽ ở dạng mảng. Chúng ta sẽ lấy được cái mảng. Thì đây là mảng mã loại. À, thì chúng ta sẽ gì? Duyệt qua vòng lặp để chúng ta gì? À, xóa nó thôi. Nhé. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái action. Action là DNT luôn nhé. Không chung đôi. Action là DNT. Rồi, ta để luôn nó là action là DNT nhé, đúng không? DNT on gì đấy, đúng không? DNT hàng hóa on gì đấy. Còn ta để luôn là cái action là cái loại hàng nhé. Nghĩa là chúng ta có thể xóa luôn được cái loại hàng, đúng không? Đây là thầy để riêng ra để chúng ta thấy rằng thì khi mà chúng ta xóa thì nó như thế nào đó, đúng không? Sau đó các em có thể ghép vào nhé, chứ chúng ta không cần phải tách ra nhé. Ở đây thầy sẽ để là gì? Function xóa on nhé. DNT on loại. Để xóa được on đúng không? Thì chúng ta phải lấy được cái gì? Lấy được toàn bộ những cái mã loại mà chúng ta thì chúng ta tích vào đúng không? Đây ví dụ như thế. Và đâm nó ra để chúng ta nhìn thấy nhé. Và đâm này, cái đô la post, nó là cái đô la post mà, đúng không? Đã thấy nhé. Rồi, trong
index này. Index này, mình sẽ viết nhé. Case Denete, đúng không? Denete ôn loại này. Đó. Break này. Đó. Rồi, đây. Để sẽ lấy làm sao lấy được tất cả ba cái danh mục này. Và danh mục mới nhất nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái data bộ cũ của thầy. Chọn này, sau đó ấn xóa này. Đấy, đây, các em thấy xóa này, nó lấy được danh sách này. À, có gì? Có ba cái array này, đúng không? Đấy, ba cái array nhá, đúng không? Đấy. Thì có cái gì? Thứ nhất này, ID thứ nhất này, ID thứ hai này, ID thứ ba này, đúng không? Đấy. Cái BTN này chúng ta không cần. Rồi, thì khi có được cái đấy thì sao? À, chúng ta sẽ đi gì? Đi xóa nó thôi. Thì bây giờ thầy lấy hẳn cái gì? Cái mã loại ra chúng ta thấy nhá. Đấy, mã loại này. Đúng không? Đấy, lấy cái mã loại ra. À, quên mã loại là có cái gì? Cạnh dưới. Cái liền. Nên nó cũng có. Cái này nó cứ che. Đây, thì các em nhìn thấy. Nó sẽ có đúng đúng ba cái này, đúng không? Tại vì thầy muốn bỏ cái Denete kia mà, đúng không? Cái nút tên của cái nút đây, đúng không? Có những thông tin của những cái này rồi thì bây giờ chúng ta xóa rất là đơn giản thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta xóa này. Em lấy ra cái gì? Đô la mã loại này. Đúng không? Đấy. Bằng đô la post của mã loại. À, đây thì ghi cái mã loại này để chúng ta biết rằng mã loại này nó là nhiều nhé, chứ nó không phải là một. Đó. Thì không có gạch dưới này. Đó. Em sẽ dùng cùng là for ít thôi. Đó. À, gì đô la mã loại. Đó. As đô la mã loại ml. Sau đó gọi cái gì? Gọi cái hàm xóa lên thôi. Để gọi cái hàm xóa nhé, đúng không? Quên này, đô la này, mã loại này. Đây, hàm xóa là gì? Loại delete này, đúng không? Loại này. Denete này, đúng không? Đô la mã loại này. Đó. Đó. Rồi. Cái này thì copy paste cho nó nhanh. Copy paste này. À, thì đây là thầy gì? Xóa. Có vẫn như kiểu là chúng ta xóa từng cái một thôi. Thì tội là gì? Chúng ta cho vào cái vòng lặp này thì mỗi lần lặp thì nó sẽ xóa được một cái gì? Một cái loại hàm. Nhá, đúng không? Ừ. Sau đó chúng ta này lại quay lại cái loại hàm thông báo cho người dùng là xóa dữ liệu thành công. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nhé. Tách lại. Đấy, ta nhìn thấy nhá, đúng không? Đấy, chọn này. Đấy, chọn ba cái nhá, đúng không? Ấn xóa này. Ok này. Đấy, các em thấy xóa dữ liệu thành công rồi. Đây, mất rồi. Được chưa các em? Rồi, ok, thế thôi. Các bạn nào cần hỏi thêm gì nữa không? Đấy, 1 triệu bản ghi chúng ta có gì? Chọn hết đây này. Còn có 1 triệu bản thì nó rất là nhiều. Đấy, chắc là chúng ta phải gì? Phân trang. Đúng không? Đấy, nhá. 1 triệu bản nhiều lắm. Chắc không còn thời gian để validate rồi. Không thì bạn nào hỏi riêng thầy có thể mail cho thầy. Sau đó thầy sẽ gửi cho nhá. Tuấn nhá. À đúng rồi, toàn vo ở đây nó không tối ưu, đúng không? Đấy, các em có thể sử dụng một số cái lệnh khác. Thì nếu mà có thì các em có thể viết thêm vào thôi. Sử dụng đến in, đúng không? Đấy, nghĩa là nó xóa một loạt hết luôn, nhá. Đúng rồi, Bình Phương nói chính xác. Bill của thầy này, đúng rồi đấy, đúng rồi, chúng ta dùng in đấy. Bill của thầy là Ngọc BQ3 @
fe.edu.vn. Nhưng mà ở đây là do cái mô đồ của thầy chưa 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 viết cái lệnh xóa nhiều đó, vì vậy là thầy sẽ phải dùng cái gì xóa từng cái một đưa vào trong vòng for thôi. Rồi tiếp, có ai cần hỏi thêm gì nữa không? Không chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. À, Diệu ơi, chương trình của mình còn gì nữa không nhỉ em nhỉ? Dạ không anh ạ. À, ừ. Có bạn nào hỏi gì nữa không nhỉ? Record thì cô Diệu sẽ phổ biến với các em nhé. À, bản record thì như cô đã nói là các bạn sẽ điểm danh cho cô và cô sẽ lấy cái email ở trên các bạn đấy và cô sẽ gửi qua email cho các bạn. Thì có những bạn nào chưa điểm danh không thì có nhấn phím 1 để cô gửi lại cái link cho. Cái link của mình đây. Đúng rồi. Bao giờ có à? Thì Bình Phương chính xác. Có thể tối nay có luôn các bạn. Cảm ơn em. Rồi bây giờ các bạn có cái link điểm danh cô gửi ở trên đấy. Đây. Có bạn nào có câu hỏi nào không nhỉ? Thầy Ngọc ơi, bạn Trường có một câu hỏi cho thầy trả lời bạn trước bạn Trường với ạ. Gửi đi có thì phải đợi một lúc nữa em. Xong rồi thì cô mới mới nén được thì mới gửi được em. Không gửi luôn được. Hai cái này thì thầy vẫn chưa sử dụng, đâm ra cũng chưa biết em nhé. Thì em có thể đưa lên hot thử xem. Thì cái hot thì free chắc là vừa rồi các em cũng đăng ký được cái hot của iLab đúng không? Các em cứ thử đưa lên xem là nó hoạt động như thế nào. Ta có thể test xem nó hoạt động như nào Trường nhé. Còn cái chat in file mình lại cái poster là thầy chưa dùng, đâm ra thầy chưa chưa rõ lắm về cách thức hoạt động của nó. Có bạn có câu hỏi không nhỉ? Rồi có thì cô sẽ nhờ thầy Ngọc up link git rồi cô sẽ gửi kèm với cái bản record cho các bạn nhé. Các bạn nào còn câu hỏi không? Rồi nếu như bạn nào không còn, cũng còn bạn nào có câu hỏi thì buổi seminar hôm nay của chúng ta là kết thúc ở đây nhé. Rồi em cảm ơn thầy cô, em cảm ơn các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã tham gia buổi seminar ngày hôm nay. Rồi, bye bye các em. Chào các bạn nhé. Em chào thầy cô, em chào các bạn. Tất cả các em.